Đây mấy anh nha, trong kho em không có gì ngoài thùng đạn nữa. Giờ trong thùng đạn quá trời luôn. Thùng đạn mấy trăm cái. Bữa giờ bán á, còn mấy trăm cái nè. Thì mới á, quy hàng mà mấy anh tiền mới lên á, thì tiền sẽ soạn cho mấy anh á, cái hàng nào á mà nó đẹp nhất, nó đẹp nhất có thể ha. Đó. Rồi cái mấy cái hàng cũng có hàng dạng nhiều lắm, cũng có mấy cái hàng mà nó cấn mớp nhiều á, bị rỉ này kia á, thì cũng bỏ qua một bên sao chứ thì cũng giao trước cho mấy anh này, mấy anh nào mà muốn mua mà hàng mà xài mà siêu tầm nữa ha. Xài mà siêu tầm để khoe đâu đó. Thì hàng mới về là nên lấy hàng đẹp. Lấy hàng đẹp. Đó, thùng 7 lít ha, thùng đạn này thùng đạn của Mỹ luôn á. 7 lít. 7 lít, có thùng này 11 lít nè. Mười này 11 lít thì nó ít về số lượng ít. Số lượng 11 ít rất là ít luôn. Đây. Được hứa rồi. Mấy nay em quay 7 lít không ha. Bữa nay em có cái 11 lít đó, nó được nhiều không ạ? Cái này nó 44 nè. Ha. 44. Cái này nó cao được 10 20 24 năm. Gần 25 á. Cái này ngang của nó là 14.5. 14.5. Cái này nắp này nó không có sách nha mấy chú. Mấy chú ha, cái này nó không có sách. Cái này thôi. Sắt hai bên đó nè, nó có cái quai hai bên nha. Quai này là quai hai bên nè. Mấy cái hàng này để từng chưa vệ sinh, nhưng mà khi giao cho mấy anh chú á là tiền vệ sinh hết trơn à. Nè, giao là tiền vệ sinh hết. Đó. Này mấy chú á sắt hai bên nè ha. Sắt hai bên. Rồi mở thì mở 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 gấp ra luôn. Đó. Còn số lượng mà thùng 7 lít là nhiều nhất. 7 lít là nhiều nhất. 7 lít đó thì nó 300.000 đó. Thùng này ha, thùng này 800. Mấy cái này là tiền chưa vệ sinh hết ha, nhưng mà hàng đó mấy chú là giao hàng cho mấy chú là hàng chuẩn đẹp, mấy chú đừng yên tâm ha. Rồi tiền để mà xem những cái video tiếp theo với nhốt follow kênh và cho tiền xin một nút like nha. Bye bye.